Sáng 2 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trường Đại học An ninh Nhân dân phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với đề tài xây dựng xã hội trật tự kỹ cương, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiếu, Phó hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Minh Cường khẳng định Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, là địa phương đã và đang triển khai nhiều dự án quan trọng do trung ương và tỉnh đầu tư. Dân số của tỉnh trên 3,2 triệu người, đứng thứ năm cả nước. Với đặc trưng là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân lao động nhập cư từ các tỉnh thành trong cả nước. Những đặc điểm trên đã tạo nên nhiều yếu tố thuận lợi cho Đồng Nai trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên toàn tỉnh, nhất là vai trò trung tâm của lực lượng công an tỉnh, quân sự tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đã được trung ương, quân chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo khái quát quá trình nghiên cứu, kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng xã hội trật tự kỹ cương, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đơn vị địa phương cũng phát biểu tham luận liên quan đến các vấn đề cần quan tâm trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội kỹ cương, an toàn trong thời gian tới.